bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng xem những chiếc xà lan qua cái cầu Bến Thấp các bạn. Bây giờ có một chiếc xà lan đang kẹt giữa cầu nha. Ở đây chiếc xà lan nổi đang vô luôn nha các bạn. Chuẩn bị vượt qua cây cầu thấp này các bạn. Rồi, tôi lại luôn qua. Đang canh qua qua. Không biết qua được hay không nha. Anh phụ lái anh kêu qua chưa được nha các bạn.
thông nha. Phía bên trong thì chiếc xà lan kia nó đang đạp ga nên nó chạy vô luôn nha các bạn. Come on.
chiếc rồi. Đoạn này cũng rất là dài nha. Giữa cầu luôn. Chiếc xà lan ở ngoài sông bây giờ nó tấp vô bờ nó đợi luôn. Nó đợi chiếc xà lan ở trong này vô được nó mới vô nha. Giờ đánh lái tấp vô bờ luôn. Xéo vô nha. Và chiếc xà lan này nó đánh lái để đưa chiếc xà lan nó thẳng và quyết định đi qua luôn nha các bạn. Cú quay đầu cũng rất là hay nha các bạn. Để cộng lái giữ thiệt. Xà lan chuẩn bị vào nha các bạn. Anh này có vẻ là nó bị nước nó đẩy quá trời, rất là khó qua nha các bạn. Không biết lấy lái này được không nè, nó đẩy quá đẩy rồi. Xà lan lấy lái này rất là khó các bạn. Sẽ có va chạm rồi nha. Đây là nhẹ.
bị bơi đúng không nhỉ?